Chào mọi người nhé, hiện tại thì Xuân Thiệu đang có mặt chỗ vật liệu nhà em xà rồi. Đấy, hôm nay là em bắt đầu chuyển được hết rồi nha quý bác. Không biết là dưới này còn hay không. À, còn mấy viên đấy thôi à? Còn mấy viên đấy thôi à? À, thế thì nhanh quá nhỉ. Thế là hết rồi nha mọi người, một xe gạch. À, mấy ngày là đã hết rồi. Này thì để mai là sẽ gọi thêm vật liệu mới nữa vào. Còn ở đây mấy viên này thôi gì? Hả? Ồ, những cái viên gãy này trước là nó trở vào đã gãy thế này rồi hay em lấy xuống đây nó mới gãy? Cái viên gãy này này. Hả? Cái này vẫn lấy được mà, nó chỉ gãy đôi này vẫn mang về bên kia được nhá. Ờ, mang về nó còn phải gãy nhiều ấy. À, hôm nay lại có anh, mấy anh em này hộ à? Ồ, kiếm được đâu có găng tay giày đấy. Hả? Bảo người đi lấy á? Mua ở đâu? Hả? À, ra huyện mua. À, cái giày này mấy ngày đã trùng ghê rồi vậy nhỉ? Này cũng khá trùng rồi. Tại vì là mỗi một lần chuyển nó tăng trọng lượng lên đấy, được 3 viên rồi. Đấy. Bây giờ đã vào chiều rồi. Thế chuyển một xe gạch thế này là hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ừ, hôm nay là được mấy ngày rồi? Một xe mấy ngày thì được một xe gạch này? Ngày hôm nay là 5 ngày. 5 ngày á? Ngày hôm nay là ngày thứ 5. À, thế là còn chưa làm được liên tục phải không? 5 ngày thì được một xe gạch nhá quý bác. Chúng ta rất là nhanh. Nếu mà để mà đi đường dưới này một xe gạch này chắc cũng phải mất hàng tầm 10 mấy 20 ngày thì mới hết được. Còn ở đây thì em bảo là hôm nay là ngày thứ 5 nhá quý bác. Ngày thứ 5 thì cũng đã hết một xe gạch. Này thì cái này nếu mà ấy thì tí nữa có cái bạt hay cái gì để giải ở cái góc này này. Để mai anh bảo nó chở bùa đá vào nhá. Ờ. Thế ăn cơm gì chưa? Hả? Ăn rồi à? Lấy cơm sang bên này ăn à? Còn mấy viên này thì một lúc nữa là hết gì nữa. Này cứ cho nặng quá đâm ra hiện tại là cái dây này nó cũng khá trùng xuống rồi nha các bác. À, ông bác này về đây hộ là làm gì ở đây? Hả? À, về đi xem vào đây á? À? À, thế nhà anh ở đâu? Đúng Pù à? À, sang bên này chơi à? Chơi xem thả cái gạch này. À. Đấy, bây giờ là rất là nhẹ nhàng u. Nặng thế, cho 4 viên hay sao mà nặng thế? 3 viên nặng nhỉ? 3 viên này là gần tầm khoảng 70 cân thế này nhá quý bác. Tại vì là mỗi viên gạch này nó cũng phải 20 hay mấy cân gì đó. Khá là nhiều. Mấy ngày cái dây cáp này đã rất là trùng rồi. Chưa thả được à? Tôi vẫn ngủ bên này chứ. Hả? Ừ. Bên kia lấy xăng là chuyển về hết à? Thế nhà các chuyển này thuê? Thuê à? Thuê tiền à? Thế từ đấy lên nhà thì bao tiền một viên? 1.000 một viên. À. Thế không khắc chuyển được à? À, không thuê là người ta không chuyển nữa gì. Thế 1.000 một viên được. Thế cho nó đỡ. Còn không thì mình làm hết thì mệt lắm. Bây giờ mình cứ ở đây thả xăng là được rồi. Cái này sáng mai anh bảo người ta chở bột mixi vào nhá. Nhưng mà cái dây cáp này khéo phải kéo lại rồi. Nó hơi trùng rồi. Tại vì là cũng mấy ngày, 4-5 ngày hôm nay là tải nặng ấy. Các bác thì cái dây cáp nó giãn thì nó cũng đã trùng xuống khá là nhiều rồi. Này một lúc nữa là hết gì nữa. Hôm nay là được 5 ngày à? 5 ngày là được một xe gạch ấy. 5 ngày thì cũng mấy hôm trước thì cũng mưa thì em cũng không thả sáng được hết liên tục. Cũng tương đối là gian nan và vất vả, cũng hơi mất thời gian một chút nhé quý cô bác. Nhưng mà thì cũng
tốt rồi. Cái phương pháp này thì nó cũng rất là nhanh nhé, 4-5 ngày thì được một xây gạch thì cũng tương đối là nhanh. Mọi người thấy là nếu mà để mà di chuyển qua cái đường dưới này mà phải gồng từ cái đường mòn này sang bên nhà nhé, thì một xây gạch này chắc cũng phải tầm 10-20 ngày thì mới hết được. Mà còn không có người mà để thuê nhé cô bác, họ đòi rất là đắt luôn mà cũng không có ai làm, tại vì là họ bảo là không được bao nhiêu tiền ấy, mới lại mất nhiều sức lắm, mệt nên họ cũng không làm. Đấy, trước cái bảo em xả đi khảo sát tìm ai xem có làm được không, thì họ gồng từ bên này sang bên kia thì họ đòi 10.000 một viên, 40.000 một bao xi từ bên này sang bên kia. Đấy, mà còn họ còn không làm. Đấy, bây giờ thì dùng cái phương thức này thì 4-5 hôm mới được một xe gạch rồi, và em cũng chỉ thuê là từ chỗ cái cây gạo kia lên trên nhà là 1.000 một viên, sẽ thuê bà con ở đây gùi lên thôi, tại vì là cũng hộ nhiều thì bà con cũng không ai đến hộ được liên tục ấy, nên là đành phải thuê. 1.000 một viên gạch này cũng rất là nặng nhá mọi người. Mỗi một lần thì người khỏe thì chắc được độ 2 viên, còn bình thường thì viên 1 thôi. Từ đây nhìn sang thì đã thấy bên kia rồi nhá mọi người. Vậy là một xe gạch đang sang được đến nhà em xả rồi. Đây là một cái thắng lợi ban đầu trước mắt rồi. Còn bột đá với lại xi nữa. Và nói chung là cũng còn rất là nhiều thứ để mà lấy nữa, để mà thả được sang bên sông và sang bên được chỗ nhà em xả. Cả một quá trình gian nan và vất vả bao nhiêu ngày tháng đến hôm nay là cũng tập kết được dần cái vật liệu sang rồi. Kéo thế có mỏi tay không? Hả? Kéo nhiều này có mấy ngày liền có mỏi tay không? Mỏi rồi á. Thế này còn đỡ. Còn phải vác ở dưới xuôi sông kia mới mệt nữa. Mệt rồi, làm nên là 5 ngày thả đi là em thả nào. Cháu về này em mọi người cháu thế là ôi mệt quá. Hả? Là năm ngày là anh cháu lại, cháu đi cháu lại là mệt quá. Mệt quá, thế thay nhau. Thế ông bác này hôm nay mới vào để hộ à? Hả? Bác này là anh em hay là người đâu? Người Lóng Pù. À, bên Lóng Pù á? À, chỗ ông bác này à? À, chơi cả điếu cầy sang đây rít cơ. Anh đi bộ sang đây hay là đi xe máy sang đây? Đi bộ. Đi bộ sang đây? À, vượt ở bên núi này xuống á? À, thế anh ở bên đấy thì ở xóm nào bên đấy? Lóng Lùi Bê á? Lũng Lừ Bê à? À. Đây là những cái đây nhá quý bác. Mèn mén đây. Cái này là cái món mèn mén là em lấy sang bên này em ăn đấy. Thế em ăn mèn mén chưa? Ăn mèn mén. Ăn rồi á? À. À, thế ăn mấy cái gì thôi? Ăn mèn mén. Có gì à? Ăn hết rồi. Cái này là cứ lấy sang đây là lúc nào đói thì ăn lúc đó. Đấy. Đây nha mọi người, đây là canh rau cải đây và ớt đây, đây một hũ rau cải đấy nhá, bà con cứ nấu và cho vào đây, ở trong này thì ăn hết rau rồi vẫn còn canh. Buổi tối là do bên kia sang bên này nó xa nên là em cũng ngủ ở đây luôn, vừa để trông vật liệu và vừa đỡ phải đi lại vất vả. Bên này thì nó cũng khá gần đường nhá, vẫn phải trồng nhá quý bác. Ví dụ như là một viên gạch này thì ngay dãy đường ấy, người ta cho lên xe máy rất là dễ dàng, người ta chỉ cho lên xe một lúc thôi thì cũng mất là khá nhiều. Cho nặng thế. Dây cáp này cũng khá trùng rồi. Thế mà mai nếu mà không ấy là phải kéo lại đi xả. Bôi cái mỡ vào kia còn mỡ không? Cái mỡ hôm nọ anh lấy vào còn không? Còn á? Bôi vào cho nó trơn trơn cho nó ấy. À, sao đấy? Hả? Ồ, nó thắt vào kia à?
May quá không rơi xuống sông. Làm cái gì nó lại thắt vào đấy được. Là sao em thu về em đừng để chồng lên nhau, em để nó thành từng nếp nó gọn gọn đi. Đấy. Nó này về đấy mà. Hả? Mua ở đây này. Ừ. Dài con cho định kéo lại đau tay không? Dài dài quá là kéo đi kéo lại đau tay á. Thế là được rồi, về rồi. Đấy. Bên kia thả thì nó cũng xuống được một đoạn rồi, bây giờ mình chỉ lôi về một đoạn nữa thôi. Về đến đây rồi nhé mọi người. Đấy, quý quang thấy bên kia là rất là nhiều người ở bên kia xem. Bà con ở trên này thấy hiện tượng lạ, chưa nhìn thấy bao giờ nên là cả bạn chắc là tập trung về đây xem rồi. Trong nữa Xuân Thiện sẽ sang bên kia để chia sẻ lên cho mọi người cùng biết nhé. Đấy, vậy là những viên gạch cuối cùng chuẩn bị vượt sông nhé quý bác. Ở đây còn một hai chuyến nữa thôi là sẽ hết. Những cái nửa này là cũng lấy về hết đi, ê xà. Cái sườn nửa này vẫn còn dùng tốt mà. Ừ. Anh em mọi người, giờ là những chuyến gạch cuối cùng được thả ra bên kia sông của cái chuyến gạch đầu tiên nhá quý bác. Vậy là sau bao nhiêu ngày vất vả đã chuyển được hết một xe vật liệu đầu tiên sang bên kia sông rồi nhá mọi người. Rất là nhiều công sức. Quý bác thấy để làm được một cái ngôi nhà ở trên vùng cao này thì thật sự không đơn giản một chút nào nhá mọi người. Rất tốn nhiều công nhiều sức của bà con. Cái đấy một chuyến có hết được không? Không hết được á? Không hết thì được hay làm hai chuyến đây không nặng quá. Hai viên được rồi, xong rồi chỗ mấy mẫu kia làm một chuyến nữa. Đấy, được rồi hai viên thôi, xong rồi chuyến sau đi, chuyến sau một chuyến nữa. Ờ, chuyến sau một chuyến đấy là hết. Thế là tối nay được về ngủ với vợ nhá. Thế mấy tối không được ngủ với vợ rồi? Hả? Sa, bảo là bao nhiêu tối không được ngủ với vợ rồi? Không ngủ á? Thế mỗi lần ở nhà cũng không ngủ với vợ à? Đây nhá các bác, hiện tại là các cháu là ở trên bản này, hôm nay là mới biết đến cái hiện tượng này, là bây giờ mới xuống đây để mà cùng xem, cũng thấy rất là thích thú.
À. Xem gạch bay qua sông có thích không? Các chị em này, các cháu ấy. Hôm nay đến đây là rất là thích anh ạ. Các con chắc là cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những cái dây cắt treo như thế này, cũng rất là thích luôn. Đây nha cô bác, hiện tại đang thả về đây rồi nhá. Đấy, các cháu ơi. Rất là xinh. Không nhìn thấy bao giờ nhá mọi người. Rất là thích. Thích quá anh ạ. Tào lắm, tào lắm. Các cháu rất là vui khi được chứng kiến những cái hiện tượng này nhá cô bác. Về đến đây rồi nhá mọi người. Đây nhá quý bác. Những cái xe gạch đầu tiên đã về đến nhà em Xà đây rồi. Cả một quá trình vất vả và gian nan nha quý bác. Đây, nhà của em đây. Để làm một cái căn nhà ở bên này. Như quý bác thấy thật sự là vất vả. Hả? Làm cái gì thế hôm nay đi không lấy chuyển gạch lên á? Vừa mới điệu gạch lên trên này anh ạ. Cũng được tương đối nhiều rồi. Này thì cũng tương đối là nhiều rồi. Rồi mấy ngày nay cũng trời mưa cũng liên tục anh ạ. Đúng rồi. Chắc là nhà em Xà cũng anh Xà cũng rất cố gắng nhưng mà do là trời mưa nên là không thể chuyển được. Thế này thì cũng muốn nhanh cũng không nhanh được đâu. Không nhanh được. Nó không tiện nữa. Như thế này đã là cố gắng lắm rồi đấy. Đấy, thế mai anh bảo người ta chở xi với lại chở bột đá vào nhá. Thế xem lấy cái bạt ấy, xem có cái bạt cũ nào mang về giải ở đây này. Giải xong rồi bảo nó lùi xe vào đây, anh chưa vào chưa kịp thì bảo nó lùi xe vào đây đổ xong rồi để mình lấy cái gì ấy xong rồi xúc xuống dưới kia. Chỗ này thì đổ sát về đây một chút cho nó gần ấy. Hôm nay là xong xuôi được chuyến gạch đầu tiên rồi. Đổ ở kia. Đổ ở kia thì đổ ở tiết đến đây á. Đổ đây thì lại phải mất công xúc xuống à. Nó xa. Nếu mà đổ kia mà đổ chỗ xe anh kia chả được, nó sạch như thế. Nhưng mà xúc nó đi xa lắm. À xe chở xuống đây á. Có xe không? Thế không có xe rùa thì làm sao mà ấy được. Đi hỏi nhà kia nó có không? Có thì cho đổ ở kia hoặc là đổ chỗ xe anh kia cả. Xong là lấy xe rùa đùn vào. Cho nó gần được thì đỡ phải giải bạt. Thì cái bạt ở bên kia cũng phải có một cái bạt nhá. Bên kia cũng phải có một cái bạt để mà ấy. Anh bảo này chỗ cái ấy kia kìa, anh đào một cái hố xuống. Anh đào một em đào một cái hố xuống để cái xô nó sang ấy, nó đỡ phải đổ cái xô ấy, cái bột đá nó đổ ra ngoài ấy. Không thì lấy cái bạt và giải với cái chỗ đấy nó đổ ra thì mình lại lấy lại được. Làm cho nó đỡ thất thoát thôi. Ít thôi, tại vì là cái bột đá ấy, mình mang đá mang vào đến đây mang vào đến bên nhà kia nó mất rất nhiều là công sức rồi ấy. Mình phải biết giữ một tí để nó khỏi thất thoát nhiều nhá. Rồi bây giờ là xong rồi là về rồi. Tối nay không phải ngủ đây gì. Không ngủ đây. Thế được rồi nhá. Anh em cứu bác. Vậy là đã hoàn thiện được cái chuyến gạch đầu tiên cho nhà em Xà rồi. Từ đến mai sẽ tiến hành lấy bột đá và xi. Cũng phải mất rất là nhiều công sức nữa. Một cái chuyến gạch này thì em chuyển hôm nay là ngày thứ 5 nhé. Ngày thứ 5 thì được một chuyến. Đây cũng là một cái thành công rồi. Tuy là mất thời gian một chút nhưng mà cũng phải cố gắng thôi. Cũng không còn cách nào khác nhé mọi người. Thì cô bác cũng thấy từ đây sang bên kia. Cả một cái hành trình dài, gian nan và mất nhiều công sức của gia đình em Xà đây. Qua đây thì Xuân Thiệu cũng xin được gửi lời cảm ơn đến chị Phương ở bên Mỹ.
chị đã hỗ trợ cho gia đình em Xà làm cái ngôi nhà này nhé mọi người. Cũng chúc chị và gia đình là luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc nhé. Qua đây thì Xuân Thiệu cũng xin gửi lời cảm ơn và lời chúc đến tất cả các cô bác Mạnh Thường Quân và các cô bác khán giả trên kênh của Xuân Thiệu TV. Một lời cảm ơn và chúc mọi người có một sức khỏe và vui vẻ bên gia đình và người thân. Bây giờ thì Xuân Thiệu cũng xin khép lại cái video ngắn của mình tại đây thôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.